Ok, và đây là hành trình của nhóm The Light của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để bắt đầu lan tỏa những giá trị tích cực và yêu thương. Xin được phép bắt đầu. Ông về chùa, lộ thứ ra ở trong Vũ Long ông thôi. À, Vũ Long là mình đi bộ về luôn hả ông? Ok, đi bộ. Trời, đi bộ ngày nào ông cũng đi bộ hả? Đi bộ 3 năm rồi. Vậy là ông ăn tối gì chưa ạ? À, chưa có. À, tụi con có, không có nhiều, tụi con chỉ có ở đây mấy bánh với sữa thôi tụi con gửi ông. Với lại hôm nay tụi con có một cái bức tranh mà từ chiều đến giờ tụi con đi đến đâu tụi con cũng xin mọi người cho tụi con một cái bông hoa hết. Dạ, cho ông chấm cho con một bước đi trên bức tranh ha. À, với ông dạ, đúng rồi. Cho nó toàn diện cái bức tranh. Dạ rồi, rồi đẹp. Rồi. À, đẹp quá, đẹp quá. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Ông có chụp nữa không ạ? Đã để rồi. Dạ, chấm nữa. Dạ rồi, chị bên này, bên này. Còn hả, nó còn quá trời luôn à. Dạ. Rồi. Đây nè. Đó. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Dạ rồi, con cảm ơn nhiều. Thôi ông cũng chúc dự án sức khỏe nha. Thôi đi dạ, nha. Dạ. Hôm nay tụi con có một cái dự án là tụi con muốn gửi cho mỗi người. Mình sẽ một phần ăn. Thì là tụi con có sữa với bánh với trái cây. Dạ. Cô xin nhé, cảm ơn dạ, các cháu nhé. Dạ. Với lại tụi con đang làm một bức tranh đó. Con có thể xin cô một cái vòng tay để lên đây được không? Cô chán. Dạ không sao, không sao, tụi con có khăn với lại có màu cho cô luôn. Dạ. Cô chấm lên cái bắp cho mình đỡ vô tụi con. Đứng đây nha. Dạ. Cô chấm nhiều lên, chấm nhiều lên con. À chấm nhiều. Dạ đúng rồi. Nào. Dạ, cô chấm lại, cô chấm lại. Rồi. Dạ rồi. Hôm nay chú làm ra là khoảng chừng 4 giờ mấy chú ra đây làm. Còn mà nói mà hết giờ á là khoảng chừng 9 giờ. Này nói ra đúng là cái này là có ý nghĩa. Đúng rồi. Nói là cho mọi người biết. Nên nó mùi xanh trẻ, trẻ trung, may mắn. Cái bắp cho nó đỡ lên. Rồi. Chú chấm ra. Rồi. Rồi, dạ, con cảm ơn chú nhiều. Cô làm đường Nguyễn Thị Minh Khai nè, lát xăng nè, Phạm Hữu Thạch nè, lán Hai Bà Trưng, lán Nguyễn Văn Chiêm. À, cũng mà có nghe giọng cô như là cô từ Bắc vào đây đúng không? Ừ, đúng. Cô ở đây lâu chưa? Cô vào được 24 năm rồi. 24 năm? Cô làm giác được 23 năm rồi. Dạ, dạ, con chỉ có sữa, có bánh ngọt với lại có một xíu trái cây. Ừ, được rồi, đó. Cô dạ, xin cô cảm ơn các con nhé. Cảnh này nhá. Cái nữa. Đó, hai cái đỏ tươi luôn. Nữa nhá. Cái nữa nè, cái này ba cái thôi một. Dạ. Thôi để con lấy giấy. Ừ, nè, cho cô lau cái đấy. Dạ nè. Ờ, thôi được rồi. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Đẹp. Ừ, áo mưa cô sợ mưa đấy. Dạ. Thôi, cô xin cô cảm ơn các con nhé. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chào các con.